bạn thân của Tony từ Harvard Business School đó, là bây giờ là lãnh đạo COO, Chief Operating Officer của Tinder, trước đây là Chief Strategy Officer. Thì nếu Steven cần nghiên cứu tiếp thì cho Tony biết có thể giới thiệu kết nối nhau. Nhưng dạo này bị ế lắm thì chắc cũng phải tìm thôi Anthony nữa. Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du Học, chuỗi podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Education. Đây là nơi chúng ta chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, cũng như cuộc sống và văn hóa tại Mỹ. Tôi là Tony Ngô, chủ tịch và đồng sáng lập của Everest Education và là người dẫn dắt podcast hôm nay. Trở lại với Season 2, mùa phát sóng thứ hai, Chuyện Du Học sẽ mang đến những góc nhìn mới về trải nghiệm của cựu học sinh của đại học danh tiếng Stanford, UPenn, Amherst. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mời các chuyên gia trong các lĩnh vực, những cố vấn du học giàu kinh nghiệm của College Compass tham gia mùa 2, hứa hẹn mang đến góc nhìn 360 độ về hành trình du học sắp tới của các em học sinh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Hello, xin chào, thầy Tony đây. Năm ngoái thì mình đã có một cơ hội để thảo luận với Steven Turbin về chuyện cá nhân, và mùa phát sóng thứ hai này, chúng tôi có một cơ hội để thảo luận thêm với Steven về cái hành trình để định hướng về sự nghiệp trong lĩnh vực research, nghiên cứu, và làm sao bạn ta đã hướng dẫn cho các học sinh và sinh viên để đi theo cái đường research, nghiên cứu thêm. Thì xin cảm ơn Steven Turbin quay trở lại Chuyện Du Học. Rồi, rất cảm ơn anh Tony. Thì lần trước là Steven cũng nhớ là cái mà mình nói chuyện rất là vui, cũng rất là cười nhiều quá, thì Steven cũng rất là excited để làm lần này với Tony luôn. Ok, trước tiên thì có thể nhờ Steven giới thiệu một chút về cái lý do tại sao mình lựa chọn research, tại sao mình trở thành một cái nhà nghiên cứu không? À, đây cũng là cái câu hỏi rất là cũng khá là hay á, tại vì đó cũng liên quan đến cái câu chuyện của gia đình của Steven á. Tại vì Steven là kiểu trong tiếng Anh mà có một cái khái niệm là professor kid, thì đó là cái con của giáo sư á. Còn ba Steven là giáo sư, cũng là giáo sư trong cái lĩnh vực kinh doanh, là business school professor á. Ông nội cũng là ba, ông nội cũng là researcher luôn. Thì trong cái gia đình của Steven, không biết là cái great grandfather tiếng Việt nói sao, nhưng mà cái ba của ông nội là người Do Thái ở Đức, là ông cố, okay, ông cố nha. Yeah. Ông cố là người Do Thái ở Đức. Thì trong cái chiến tranh thứ hai, thì Albert Einstein đã viết một cái letter để làm cái ông cố và cái ông nội của Steven để nghiên cứu đến Mỹ. Cho nên Steven cũng có một cái duyên với research và cũng Thì tóm tắt lại là Steven bị ép, không phải là có duyên mà bị ép buộc từ gia đình. Ép buộc. Thì đó. Nhưng mà nói từ ông Albert Einstein, ba ông cố, ông nội, bố, rồi Steven, ba bốn thế hệ phải đi theo ngành nghiên cứu. Đúng rồi, có cái truyền thống mà nghiên cứu đó, đúng rồi. Và có thêm cái mảng mà Steven nghiên cứu là về kinh doanh, về business, thì làm sao mình lựa chọn cái lĩnh vực đó? Em nghĩ là có hai loại nhà nghiên cứu. Một là những nhà nghiên cứu mà thích cái theoretical, cái lý thuyết đúng không? Lý thuyết. Thích học lý thuyết. Mà là cái mà họ thích là cái cơ bản nhất, mà cái fundamental nhất mà để understand một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà Steven thuộc vào cái thứ hai, là nghiên cứu sơ mà thích hiểu thêm về mấy cái vấn đề trong cuộc sống của mình, kiểu là cái practical và thực tế hơn á. Và Steven thấy là trong cái xã hội của mình mà mình sống, là cái kinh doanh thì rất là cực kỳ thú vị và cũng cực kỳ quan trọng. Khi mà mình nói là đi làm việc, hay là đi làm bạn các bạn, hay là đi tên mức là đi tìm tình yêu, thì tất cả liên quan đến cái business. Thì lúc đó khi mà Steven học đại học, thì Steven muốn nghiên cứu một cái gì đó mà có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mọi người. Tình yêu làm sao có một cái quan hệ gì với kinh doanh và nghiên cứu à? Tình yêu cũng là một cái thị trường á. Thì cũng là view là Bumble, Tinder, like dating app. Cũng khá là quan trọng trong cuộc sống mà. I see. Thực ra một bạn thân của Tony từ Harvard Business School đó, là bây giờ là lãnh đạo COO, Chief Operating Officer của Tinder, trước đây là Chief Strategy Officer. Thì nếu Steven cần nghiên cứu tiếp thì cho Tony biết có thể giới thiệu kết nối nhau. Nhưng dạo này bị ế lắm thì chắc cũng phải tìm anh Tony nữa. Ok,
Yeah, maybe để quay trở lại cái thời gian của Steven đi. Khi học đại học ở Harvard hoặc là khi học sinh cấp 3 đi, thì Steven có cơ hội nào để làm bài nghiên cứu gì không? Và cái kinh nghiệm từ ban đầu của mình là từ đâu ra? Có Steven có một cái cơ hội học cấp 3 để làm nghiên cứu cũng là một cái giáo sư kinh doanh ở University of Missouri, tại vì Steven cũng lớn lên ở Missouri. Steven là một cái research project về cách mạng xã hội, là social media của Trung Quốc. Đó là Steven nghiên cứu về cái sự phát triển của cách mạng xã hội ở Trung Quốc. Đó là chắc 10 năm trước thì cũng khá là lâu rồi đó, thì cũng lúc đó là cũng mới bắt đầu thôi. Thì lúc đó là Steven nhận ra, thật ra nghiên cứu khá là khó, tại vì Steven cũng lúc đó tưởng là ba, chắc ai cũng vậy mà, thì cũng nghĩ là cái công việc của ba hoặc mẹ thì rất là dễ, ai cũng làm được. Thôi thì nhưng mà sau đó thì nhận ra là cái công việc của cha cũng khó thiệt. Steven làm việc cho McKinsey, là một công ty cực kỳ nổi tiếng, công ty có thể nói là hàng đầu trong ngành tư vấn chiến lược cho các kinh doanh. Thì cái kỹ năng nghiên cứu này áp dụng như thế nào, có thể chia sẻ một cái dự án gì cụ thể, maybe phải che giấu cái tên của công ty, nhưng mà để cho mình hình dung ra cái cách mình áp dụng cái kỹ năng này á thì như thế nào không? Tại chắc là nhiều bạn học sinh và sinh viên sẽ quan tâm đến cái chủ đề làm sao lý thuyết, làm sao áp dụng trong đời sống thực tế được á. Steven nghĩ là cái ví dụ đầu tiên mà xuất hiện trong đầu của Steven là em có làm việc trong McKinsey trong Mỹ nhưng mà cũng có chuyển vào Trung Quốc nữa. Thì em có một cái việc mà em đang làm việc trong một cái fashion brand, không biết tiếng Việt nói sao, đó là một cái denim công ty thời trang, một thương hiệu thời trang. Như thời trang thì đó là một cái denim brand đi, thì một cái denim jeans á. Thì cái vấn đề mà tụi em đang nghĩ là tại sao mình có thể làm cái thương hiệu này phát triển nhanh hơn mà cái thương hiệu khác trong thị trường denim. Cái denim kiểu là cái jeans á, kiểu là cái jeans á. Hai điều là liên quan đến nghiên cứu là một là quần jeans không có mặc, quần jeans bây giờ mặc tại vì cũng đã làm ở cái công ty đó rồi, nhưng mà lúc đó là không có mặc quần jeans. Thứ hai là sẽ không biết gì hết về Trung Quốc, đặc biệt là cái thị trường đó. Thì cái cách để tìm hiểu nhanh về một cái lĩnh vực mới đó cũng rất liên quan đến cái dự án, cái project đầu tiên mà em mới nói khi mà học cấp 3. Em phải học về cái các mạng xã hội ở Trung Quốc, đều là Trung Quốc, mà cái quan trọng là đó là một cái việc mới mà em chưa có đủ kinh nghiệm để làm cái dự án đó, cái project đó. Thì em phải tìm hiểu rất nhanh về cái lĩnh vực mới, thì nghĩa là đó cũng rất liên quan đến cái kỹ năng nghiên cứu mà em đã học ở cấp 3. Để mình có thể tóm tắt lại ở đây thì kỹ năng nghiên cứu này giúp cho Steven có được một cái framework, một cái cách, phương pháp để mình nghiên cứu cho nó nhanh hơn khi mình cần học đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới đối với mình. Thực ra nói về thời trang, một câu chuyện cũng khá là thú vị gần cái này đối với Tony. Thì chắc là Steven cũng biết Eric Johnson phải không? Eric cũng là bạn thân của Tony, và cách đây 7 năm là hai bạn thành lập một công ty cùng với nhau về thời trang e-commerce. Nhưng mà lý do là vì Tony đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cái lĩnh vực này ở Trung Quốc luôn. Khi còn là nhà đầu tư thì là nghiên cứu và đầu tư cho một công ty số 1 ở thị trường Trung Quốc về ngành thời trang e-commerce tên là VIP Shop. Thì họ lấy cái hàng tồn kho dư của các thương hiệu lớn tại thị trường Trung Quốc rồi làm flash sale để cho nó bán nhanh, và đàm phán với các nhà cung cấp để có một cái take rate, một cái tỷ lệ gross margin cực kỳ tốt, và lấy được hàng trước rồi trả tiền sau khi bán được đối với khách hàng của họ. Thì thấy cái mô hình này quá tuyệt vời, thì Tony nghiên cứu rất nhiều và thấy là tại sao chỉ có thị trường Trung Quốc có thể làm được cái này, tại sao mình không thử cái này ở Việt Nam luôn. Thì quay trở lại Việt Nam thì Tony đi uống cà phê cùng với bạn Eric. Rồi Eric đã giúp thành lập Zalora, không biết là mọi người có nhớ công ty đó ở Việt Nam không? Và sau đó thì muốn tìm cái gì mới, giúp Zalora thành lập rồi AI rồi của Vingroup luôn. Và sau đó Eric nói là muốn thành lập cái gì của mình, thì là cùng với Tony thành lập một công ty top mode ở Việt Nam. Cuối cùng thì cũng bị thất bại vì không nghiên cứu kỹ. Nghiên cứu cái bài học từ Trung Quốc thì là rất quý, nhưng mà áp dụng một cách không chuẩn khi về Việt Nam, vì Tony không nghiên cứu đủ cái cơ cấu của cái ngành ở Việt Nam, nó hoàn toàn khác với thị trường ở bên Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc thì có mấy ngàn thương hiệu phải cạnh tranh với nhau để thoái cái, để xử lý cái hàng tồn kho dư của họ, nhưng mà thị trường Việt Nam thì có 4 nhà phân phối chính
và cái market power của họ lớn quá, thì cái cách mình đàm phán phải hoàn toàn khác, và cái cách mình thiết kế cái cơ cấu cổ đông của mình và cái hợp đồng với họ đó phải khác. Nhưng mà không nhận ra cái điều này và mất 2 năm trước khi biết cái vấn đề này, thì trễ quá rồi, thì cuối cùng thì phải đóng cửa sau 2 năm và mất hơn 1 triệu đô của bạn bè và gia đình của Tony. Thì cái đó là chắc là một trong mấy cái thất bại lớn nhất trong đời sống, vì nghiên cứu chưa đủ. Đủ hả? Em cũng khá là thắc mắc, cũng muốn hiểu thêm là nếu là Tony có thể quay về cái khi mà mới bắt đầu á, thì anh nghĩ là đó là vì anh không có nghiên cứu kỹ, hay là không có một cái cách nghiên cứu không có đúng hay gì không biết. Nghiên cứu thì kỹ nhưng không đủ sáng tạo. Thực ra Tony cũng biết, Eric cũng biết là cái thị trường Việt Nam khác so với thị trường Trung Quốc, nhưng dựa vào cái thông tin đó đó, chưa có đủ cái tư duy, chưa có đủ sáng tạo để thở ra cái cơ cấu làm sao mình thiết kế cái business của mình để cho nó phù hợp với cái tình trạng đó. Đồng thời thì mình chỉ nghĩ là mình bắt chước giống như họ đang làm ở bên Trung Quốc là đủ rồi. Thì dù là mình làm được rất nhiều cái việc hay, có cái website, có cái ứng dụng, có cái warehouse, có cái bộ máy 60 người, có chăm sóc cho khách hàng cực kỳ tốt, đàm phán với rất nhiều vendor, thương hiệu, nhưng cái quan trọng nhất là chưa align cái incentive của cái key partner của mình đủ để cho họ muốn giao cho mình lại sản phẩm quan trọng nhất, hot nhất của họ. Thì nếu quay trở lại thì chắc là phải làm giống như các lĩnh vực khác đó, mà mình lựa chọn 3-4 đối tác chiến lược của mình và chia ra cổ phần cho họ luôn, chứ không có quá greedy về cái cơ cấu của cổ đông của mình trong công ty. Và nếu như vậy đó, thì theo mình nghĩ là có thể vượt qua mấy cái thách thức của chính cái business đó. Thì khi mình nghiên cứu cái bài học quý nhất của Tony trong cái đó là không chỉ là dựa vào cái lý thuyết thôi, nhưng mà mình vẫn phải có cái tư duy, vẫn phải suy nghĩ làm sao áp dụng cái này cho tình trạng trước mắt. Thì đó là cũng là một cái câu hỏi á, mà anh mới nói là khi mà mình có cái lý thuyết, khi nào mình có thể xài được cái lý thuyết đó và khi nào mình không xài được. Thì đó cũng là một cái vấn đề của nghiên cứu sinh, và cũng phải biết là em đã rút ra một cái bài học. Cái bài học này có thể xài được ở đâu? Khó nhất là Steven biết làm nhiều thứ. Steven là nếu là Steven làm thì Steven biết là Steven thể làm được. Nhưng mà Steven chứ không phải là một cái công ty, chứ không phải là một cái organization. Thì trên lý thuyết Steven biết nhiều về organizations, nhưng mà thực tế Steven không biết nhiều lắm. Steven là chỉ làm analyst thôi. Thì lúc đó là Steven cũng phải học cái cách để cho cái kiến thức mình có, với lại là cái trust cho mọi người, để tạo ra một cái organization lớn hơn mà có thể làm nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái bài học cũng cực kỳ quan trọng với em, và cũng là chắc đó cũng là cái bài học mà em chưa rút ra được. Thì em mong mong đáng lẽ bài học này đó là nó gọi là comparative advantage, phải không? Right. Lợi thế cạnh tranh so sánh à? Comparative advantage là cái bài học đầu tiên ở trong microeconomics, phải không? Năm đại học đầu tiên đáng lẽ Steven đã học được cái đó rồi chứ. đúng rồi, nhưng mà đó là trên lý thuyết thôi. Thì giống như em lúc đó là em giống như là em nghĩ là em là là đất nước số 1 chị đó, chị nói là cái gì cũng làm được hết, chị không nghĩ là mình cần một cái comparative advantage. Nhưng mà thật ra là tiếng Việt có một cái câu là đi nhanh đi một mình mà đi xa đi cùng nhau, đúng không? Hay là đi cùng nhau nha. Mà thì đó, thì Steven cũng phải, đó cũng là cái thắc mắc lớn nhất mà khi mới bắt đầu làm Lumiere. Và trên hành trình của Lumiere thì mình áp dụng cái kỹ năng nghiên cứu này như thế nào? Thật ra đó cũng là một cái em cũng khá là thắc mắc là Tony sẽ trả lời sao, tại vì chắc cũng có cái kinh nghiệm này. Mà Steven nghĩ là thật ra là một cái startup, mà là một cái công ty mới, là mình chưa biết, là mình có nhiều ý kiến mà nghĩ là chắc chắn là cái idea này là tốt nhất, là chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà thật ra cái cách để hiểu là cái idea của mình có đúng hay không, đó cũng một cái quá trình research. Thì đối với Steven đó cũng là rất 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 quan trọng, là khi mà mình mới xác lập Lumiere thì mình có một cái khái niệm là chắc là sẽ có học sinh cấp 3 mà muốn nghiên cứu mà không có cái opportunity, tại vì cái location hoặc là cái situation của họ. Thì đó chỉ là một cái idea thôi, thì mình phải làm một cái experiment. Thật ra startups giống như là em đã nói, là em nghĩ là startups và research không khác lắm, thì chỉ mình phải biết là cái product này có fit với mọi người hay không, thì mình phải làm new experiments, và cũng mình phải tìm
hiểu cái evidence mà cả group. Yeah, maybe Tony chia sẻ một cái bí quyết hoặc là ít nhất là kinh nghiệm của Tony về cái này đó. Làm một nhà đầu tư trên phố đầu tư phố Wall Street đó, thì đã có cái kỹ năng về phân tích, về nghiên cứu rất lâu rồi, nhưng mà thành lập Everest và đặc biệt là 3 năm qua thành lập cái bộ phận online của mình đó, thì phải đi sâu hơn rất nhiều về cái khái niệm về product market fit. Và nếu bất cứ ai đang coi video này, quý vị khán giả, nếu mình quan tâm đến một cái career hấp dẫn, thì một trong mấy cái career path hấp dẫn nhất bây giờ trên thị trường là cái vị trí của product manager ở thị trường nước Mỹ và bắt đầu thể hiện ở thị trường Việt Nam luôn. Vì sao cái này quan trọng? Vì nó tích hợp lại được cái lý thuyết của cái phần nghiên cứu với cái thực tế của nhu cầu thị trường, nhu cầu của khách hàng. Và có rất nhiều cái framework Tony có thể chia sẻ với Steven sau đây về mấy cái cuốn sách làm sao mình lựa chọn đúng khách hàng mục tiêu, target customer, và hiểu cái pain point của họ, nhu cầu của họ thực tế đang nằm ở đâu, đau đớn ở đâu. Hai là làm sao mình đưa ra cái hypothesis về cái value proposition mà mình có thể giải quyết vấn đề cho họ được. Và sau đó đó thì mình mới tìm cái giải pháp cụ thể hơn, cái mô hình hoạt động để mình giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng mà rất nhiều công ty thì họ dựa vào một cái công nghệ và nói là oh, here's the business, mình phải làm dựa vào cái đó, thay vì là có cái đam mê, có cái sự tò mò của cái vấn đề của khách hàng. Thì nếu mình obsess về cái vấn đề của khách hàng thì nó sẽ giúp tạo ra rất nhiều cái ý tưởng khác, nhiều giải pháp khác mà mình có thể lựa chọn, mình có thể nghiên cứu. Thì cái quý nhất mà Tony đã học được từ cái kinh nghiệm khởi nghiệp là làm sao chạy cực kỳ nhiều cái experiment, làm thử nghiệm, prototype nhiều giải pháp để giải quyết mỗi vấn đề đó. Và không nhất thiết là mình thiết kế cả một cái bộ máy tuyển học sinh thực tế nha. Mình có thể làm phỏng vấn, mình có thể làm flyer, mình có thể làm Facebook page, advertisement để thử cái mức độ của nhu cầu của mình cao hay thấp. Thì cái đó là một cái bài học Tony nghĩ rất là quý, và Tony wish là 20 năm trước mình đã học được cái đó. Nhưng mà Tony làm nhà đầu tư thì lúc đó là Tony không có xài nhiều experiments đúng không? Là chỉ là xài cái logic nhiều hơn. Yes and no nha. Thực ra khi quyết định là mình đầu tư yes and no thì nó cũng tùy theo cái cách mình đầu tư. Khi đầu tư private equity, mình nắm cổ phiếu của một công ty chưa lên sàn, chưa niêm yết, thì nó khó để mình thay đổi cái ý kiến của mình. Và mình đầu tư và mình stuck ở đó 5 năm, 7 năm gì đó, thì mình phải giúp công ty phát triển thôi. Nhưng khi Tony làm cho quỹ hedge fund thì mua cổ phiếu trên sàn thì nó dễ hơn nhiều. Ok, mình có cái thesis này, mình nghĩ là gross margin của bạn này sẽ, công ty này sẽ expand, mở rộng ra khi họ có một cái sản phẩm mới, phân khúc thị trường mới. Thì mình theo dõi hàng quý, hàng tháng cái kết quả của họ đang như thế nào, và nếu mình đúng thì mình biết mình đang đúng thì mình có thể mua thêm cổ phiếu, còn nếu mình sai thì mình thoái vốn, không có vấn đề gì hết. Thì thực ra nó cũng có thể thiết kế giống như cái experiment, nhưng chắc là phải có cái discipline, phải có kỹ lực để làm được cái đó. Tại vì private equity chỉ là một cái like one shot, chứ không có one shot, yeah. Và một quỹ của private equity maybe đầu tư 10 công ty, không? Còn hedge fund thì có thể đầu tư 20, 30, 40 công ty và liên tục thay đổi được nếu cần thiết. Ok, để wrap up hôm nay thì Tony có một vài câu hỏi nhanh cho Steven. Nếu Steven có thể có một lời khuyên đối với các bạn học cấp 3 bây giờ mà có mấy câu hỏi tò mò thêm về nghiên cứu thì mọi người nên bắt đầu ở đâu? Có nên đọc sách gì không? Nếu là muốn tìm hiểu hơn về nghiên cứu, đầu tiên nếu muốn là nghiên cứu thì cũng có thể lên cái blog của Lumiere, tại vì mình có nhiều resources về cái đó, view là mấy cái competitions này, mấy cái publications này, để đó cũng một cái resource khá là tốt để cho mấy bạn mà muốn tìm hiểu hơn về research. Và nếu muốn hiểu thêm về research nói chung thì mình nghĩ là cái bước đầu tiên là bắt đầu một cái project mà mọi người thích. Ví dụ là có một cái đam mê mà muốn nghiên cứu thêm thì cứ nghiên cứu cái đó đi. Đó là cái cách là tốt nhất mà Steven Ok, như vậy tốt quá. Thì mình sẽ có cái đường link ở dưới cho mọi người tìm hiểu thêm về Lumiere và các cái tài liệu mà Steven đang chia sẻ. Câu hỏi thứ hai, Steven có một cái role model, một người nào đã làm gương cho mình trong sự nghiệp của mình không ạ? Có một cái ngoại Tony ra, tại vì chúng cũng là
thực ra cũng một người mà em rất là hâm mộ là Adam Grant. Adam Grant là một giáo sư của Wharton, là cũng là tác giả đúng không? Tác giả đúng không? Author. Thì Adam Grant là một người mà cực kỳ hiệu quả, có nghĩa là có thể làm nhiều thứ, nhưng mà một người mà cũng cực kỳ chú trọng mấy người mà xung quanh ổng. Thì đó cũng là người mà em khá là hâm mộ. Yeah. Và ông đã viết rất nhiều cuốn sách cực kỳ thú vị trong 10 năm qua, phải không? Ok. Thì câu hỏi cuối cùng cho Simon hôm nay là nếu Simon có thể gửi một lời khuyên với các quý vị khán giả, các bạn, thì Simon nói cái gì? Cái lời khuyên cuối cùng của Simon là Simon muốn nói là nếu mọi người có nhiều curiosity thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về researcher, entrepreneur và investor. Tại vì khi mà, ví dụ khi mà em học cấp 3 đi, thì em nghĩ là investor, entrepreneur và researcher, đó là ba công việc rất là khác. Nhưng mà thật ra cái linking point của ba cái công việc đó là curiosity. Thì đó cũng là một cái lời khuyên mà muốn tặng cho mọi người. Wow, cảm ơn Steven. Thì nếu ai có cái sự tò mò thì nên nhìn cả ba lĩnh vực này, ba cái sự nghiệp về nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp và nghiên cứu sinh, vì có khá nhiều cái giống nhau về cái tư duy và cái sự tò mò đó. Ok, fantastic. Yeah, thì cảm ơn Steven dành thời gian hôm nay, và chúc Steven một chuyến bay an toàn, vui vẻ, và hẹn gặp lại sau. Vâng nha, cảm ơn Tony. Alright. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và share để video được chia sẻ đến nhiều người hơn và lan tỏa những giá trị có ích cho mọi người. Nếu bạn mong muốn được học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, College Compass chính là người đồng hành ở bên bạn trên chặng đường chinh phục giấc mơ của mình. Đừng quên nhấn nút subscribe và nhận notification để theo dõi những video và nội dung mới nhất từ College Compass nhé.